ok anh em nha. Nay lên tiếp tục lên cho anh em một con xe rù bánh xích chở bê tông này. Những con bữa kia thì em lên cho anh em một con xe vàng chở bê tông rồi, con đó cũng chuyên chở bê tông, con này cũng chuyên chở bê tông nha anh em. Thì xe thì rất là ok, nhưng mà lính mới thì nó chưa có quen thạo nha, nó chưa có thành thạo cái cách chạy nên là nó chạy hơi bỡ ngỡ, nên nhiều khi anh em không có nhìn thấy nó chạy, nhiều khi thấy nó chưa có hài lòng lắm. Thì anh em nào muốn test lại thì em sẽ quay trực tiếp và test cho anh em xem nha. Con này đời rất là mới nha, đời nó có đồng hồ báo giờ luôn nè, chạy 763 giờ nha anh em, đó, có đồng hồ báo giờ nha. Con này đặc biệt là máy dầu có đề luôn nha anh em, vừa đề vừa giật ha, có đề có giật luôn. Đó, máy dầu nè, có đề có giật nha, khi nào hết bình thì mình giật. Số con này là 2 tiếng 2 giây, 2 tiếng 2 giây nha anh em. Đó, đây là cần ben. Con này thì bên Nhật nó sơn lại màu cam rồi, nguyên lý nó là màu xanh như đáy thùng đó anh em, nhưng mà Nhật nó sơn lại màu xanh rồi nha anh em, về sơn lại màu cam rồi, nên là em đổi theo nước sơn rinh luôn. Còn anh em nào thích sơn lại nguyên con thì em sẽ sơn lại nguyên con cho anh em nha. Đó, vậy thôi, thì đôi bên thương lượng. Bình thì có bình đề cho anh em luôn nha. Đây, máy dầu. Đó, máy dầu nha anh em. Máy dầu. Dòng xe chở bê tông thì anh em biết rồi, xe chở bê tông là lúc nào sườn nó cũng to và chắc hơn. Đó, thùng rất là chắc chắn, không có phải như những cái thùng chở hàng nhẹ đâu nha. Đó, bê tông còn dính nè, thấy không? Bê tông của Nhật còn dính nè. Xe bên Nhật là thiết kế hai dòng xe, một dòng xe chở hàng nhẹ là cái thùng rất là bự, và ví dụ nó ngang trọng tải nhưng mà cái thùng nó gấp đôi gấp ba luôn nha. Còn những con chở bê tông thì cái thùng nó rất là gọn và rất là nhẹ, rất là nhỏ nha. Thùng con này 1 2 3 4 có 80 thôi anh em, 80 thôi, dài tầm 1m2 nha, 1m2 1m3 gì đó, nói chung là chưa chính xác nhưng mà tầm 1m3 1m4 cỡ đó anh em, nhìn thấy nó cũng dài. Con này là trọng tải 600 kg nha, 600 kg, máy dầu đó, có ben, máy dầu có ben, có đề có giật luôn nha anh em. Con này khi em bán thì em sẽ tặng cho anh em thêm một cái cọng xích Siku nha, một cọng nha anh em, một cọng xích bãi Siku đó, xích nè, xích này còn phải 80% 75-80% đó. Tình hình xích rinh bê rất to luôn, đây xích rinh bê rất to nè, thấy không đó. Nhưng mà nó có một cọng bên đây thì nó xích đây nó hơi có mấy cái chỗ nứt nè anh em đó ha. Đó thì em sẽ tặng cho anh em thêm một cọng xích Siku đó, đúng một cọng thôi nha anh em nha. Đó, đúng một cộng thôi, thì khi nào xài anh em đứt thì anh em thay vô đó, thì mua bán thì nó rất là rõ ràng hơn. Giá con này em bán tại cửa hàng là 32 triệu. Anh em nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835585879, địa chỉ thị trấn là Mỹ Hiền, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Một xe rùa máy dầu 600 kg, máy dầu có đề có giật, chở bê tông rất là chắc chắn, giá 32 triệu. Rồi, anh em quan tâm liên hệ nha. Mến chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Tem này, tem đăng kiểm này anh em.